Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Cộng hòa Ấn Độ 26 tháng 1 năm 1950, 26 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Lập cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2007 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ hai nước đã trải qua một hành trình dài và gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong các trụ cột hợp tác song phương như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Madan Mohan Sethi khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á và mối quan hệ hai nước đã và đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực. Tin tưởng rằng thời gian sắp tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Ấn Độ-Việt Nam lên tầm cao mới.